Tuấn Hưng tự tay chuẩn bị quà hôn vợ đắm đuối trong ngày sinh nhật. Nam ca sĩ Tuấn Hưng tiếp tục khiến bạn bè, khán giả xuýt xoa về sự lãng mạn dành cho bà xã Thu Hương trong ngày sinh nhật. Vào tối 23 tháng 5, trong không gian ấm cúng lãng mạn, nam ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật cho bà xã Thu Hương tại phòng trà do mình làm chủ. Góp mặt trong bữa tiệc bao gồm nhiều bạn bè thân thiết của cả hai. Tuấn Hưng không quên dành nhiều lời yêu thương ngọt ngào cho bà xã Thu Hương. Thay mặt cho ông bà nội, ông bà ngoại và hai con, chúc em tuổi mới sẽ có công việc ngày một tốt hơn. Bên cạnh đấy, em luôn nhớ có anh và các con luôn ở bên cạnh yêu thương em. Và đối với anh hứa với em, luôn yêu em nhiệt tình nhất, chân thành nhất. Tuấn Hưng gửi lời chúc sinh nhật tới bà xã. Ca sĩ Tuấn Hưng dành lời ngọt ngào cho bà xã trong ngày sinh nhật. Vừa trở về từ Sài Gòn, Tuấn Hưng nhờ bạn bè giúp đỡ để tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho bà xã. Nam ca sĩ trang trí nhiều bóng bay ánh kim và hoa tươi để mừng vợ đón tuổi mới. Tuấn Hưng còn chuẩn bị bánh ngọt, hoa hồng tặng vợ. Ngoài ra, anh còn mang đến món quà đặc biệt cho vợ. Dù hộp quà lớn, nhưng khi mở ra lại chứa rất nhiều bóng bay. Tuấn Hưng ngầm giải thích về món quà này. Anh cho biết, đây chỉ là những quả bóng bay tượng trưng cho những gì thăng hoa nhất của hai vợ chồng mà thôi. Nhưng tất cả những điều đấy sẽ phải giữ lại và không thể để bay đi mất được. Đáp lại hành động lãng mạn của chồng, Thu Hương chia sẻ, cảm ơn gia đình, bố mẹ, các anh chị, đặc biệt cảm ơn chồng đã tổ chức sinh nhật cho em. Món quà tình cảm anh tặng cho em vô cùng ý nghĩa. Trước sự hò reo của đông đảo bạn bè, đôi vợ chồng hôn nhau say đắm. Trong sinh nhật năm ngoái của bà xã, Tuấn Hưng từng khiến cô bất ngờ với món quà là bó hoa, 99 bông hồng. Dù cưới đã được 4 năm, cặp đôi có hai con, một trai một gái và tình yêu ngày càng mặn nồng. Mỗi lần đi lưu diễn xa nhà, Tuấn Hưng thường viết những lời nhớ nhung ngọt ngào anh dành cho bà xã trên trang cá nhân. Trước tình cảm mà ông xã và người thân bạn bè dành cho mình trong ngày sinh nhật, Thu Hương xúc động viết trên trang cá nhân, số đúng là số sướng, đến công ty thì được công ty tổ chức sinh nhật cho. Về đến nhà thì có chồng tổ chức sinh nhật cho ạ, hôm qua vui quá, giờ em mới post được ảnh đây ạ, tình cảm là điều quan trọng nhất, thấy mình thật giàu vì luôn có tình cảm mọi người dành cho mình rất nhiều. Cảm ơn gia đình, bố mẹ, các anh chị, đặc biệt cảm ơn chồng đã tổ chức sinh nhật cho em, món quà tình cảm anh tặng cho em vô cùng ý nghĩa đối với em. Cảm ơn các chị em thân thiết nhất đã rất hết lòng nhiệt tình với em. Bà xã Tuấn Hưng không sống dựa vào chồng mà có sự nghiệp kinh doanh riêng. Hiện tại bà xã Tuấn Hưng là chủ một cơ sở làm đẹp tại Hà Nội. Tuấn Hưng cũng từng chia sẻ gia đình là hậu phương vững chắc, giúp anh có động lực để anh phát triển sự nghiệp của mình. Cậu con trai lớn của Tuấn Hưng cũng đáng yêu trong những biểu cảm hành động ở tiệc sinh nhật. Gia đình, bố mẹ và vợ chồng Tuấn Hưng cùng hai con. Hai vợ chồng nam ca sĩ mặc tông sụt tông trang phục trắng, trong khi bé Son diện váy công chúa được bố bế. Bố Tuấn Hưng trong tiệc sinh nhật của con dâu Thu Hương. Mẹ nam ca sĩ Tuấn Hưng, người mà anh luôn ngưỡng mộ và yêu thương, có những lúc quá bận rộn công việc. Mẹ anh là người chăm sóc hai con giúp vợ chồng.